mới tập trò đu dây, Tô Lâm bị kẹt đạn khi đang diễn trò đánh đu. Chuyện Tô Lâm ngả về Mỹ được báo chí trong và ngoài nước đặt kỳ vọng rất lớn. Đầu tiên là chuyến đi Mỹ của ông Phan Văn Giang gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng ông Giang thừa lệnh ông Tô Lâm để kết đấu với phía Mỹ. Ý kiến khác lại cho rằng đường lối ngoại giao của ông Giang chống lại Tô Lâm. Trước chuyến đi của ông Phan Văn Giang, dư luận kỳ vọng bao nhiêu thì sau chuyến đi kết thúc đã gây thất vọng bấy nhiều. Cũng như lần ông Phạm Minh Chính đi Mỹ, báo chí nước ngoài loan tin ông Chính quyết định muốn mua tiêm kích F-16 của Mỹ. Nhưng đến nay, đây vẫn chỉ là ý định, chưa thành thực tế. Còn chuyến đi của ông Giang, báo chí nước ngoài cũng cho biết ông Giang có ý định mua máy bay vận tải quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, đến nay vẫn không thấy báo chí trong nước đưa tin. Có khả năng cao chuyến thăm Mỹ của ông Giang chỉ để mà tỏ thái độ khác biệt so với chính sách ngoại giao của ông Tô Lâm. Ngay sau khi Tô Lâm lên nắm quyền, ông đã kết nối với Tập Cận Bình và xin sang gặp Tập. Thật ra, ông không cần phải thực hiện chuyến đi tốn kém này vì trong nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng đã đi Bắc Kinh và ký kết nhiều văn kiện với Tập Cận Bình. Nay ông Tô Lâm trong vai trò tiếp nối nhiệm kỳ giang dở của ông Trọng nên có thể không cần phải sang Bắc Kinh một lần nữa. Chuyến công vụ không cần thiết này của Tô Lâm cho thấy ông đã đặt nặng quan hệ với Trung Quốc hơn là với Mỹ. Cũng như bao đời Tổng Bí thư khác, ông Tô Lâm muốn trung thành với Bắc Kinh nhưng đồng thời cũng muốn đô la Mỹ nên vẫn phải thực hiện chính sách đu dây. Trong chuyến đi Mỹ vừa rồi, ban đầu ông bị Tổng thống Mỹ từ chối gặp gỡ, nhưng do vận động hành lang nên cuối cùng ông cũng có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ bên lề hội nghị. Điều này cho thấy Tô Lâm vẫn đang đu dây để cố giữ thăng bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc gặp Tổng thống Mỹ chỉ mang tính chiếu lệ, bởi gặp bên lề hội nghị thì không thể bằng một lúc gặp chính thức tại Nhà Trắng. Đây được xem là thất bại của ông Tô Lâm. Đáng chú ý là trong chuyến đi Mỹ vừa qua, ông Tô Lâm có đi thăm các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ mới đây như công ty Google đã đầu tư đến 1 tỷ đô la Mỹ tại Thái Lan để xây dựng cơ sở hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo. Đây rõ ràng là một thất bại nữa của ông Tô Lâm. Đại công ty của Mỹ vẫn không muốn chọn Việt Nam để mà gửi gắm niềm tin. Như vậy có thể thấy chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm đã thất bại ê chề. Đã không thuyết phục được giới chính trị gia và cả giới doanh nhân tại cường quốc số 1 thế giới này. Điều này cho thấy trò đu dây giữa hai cường quốc của Tô Lâm không mấy suôn sẻ. Mỹ thì không tin tưởng ông. Tập Cận Bình cũng đặt nghi ngờ rất lớn khi mà ông mới lên Tổng Bí thư thì đã có liên tiếp hai chuyến thăm Mỹ cấp Bộ trưởng và cấp Chủ tịch nước. Nếu Tô Lâm tiếp tục trung thành vô điều kiện với Bắc Kinh thì Việt Nam mất đi cơ hội xích lại gần hơn với Mỹ. Còn nếu Tô Lâm xích lại gần Mỹ hơn thì rất có thể Tập Cận Bình sẽ phản ứng. Tô Lâm bị kẹt đạn ở giữa đoạn này, chẳng biết buông hẳn bên nào và bám bên nào cả. Tô Lâm đã chọn phương Tây để cả con gái và con trai đi du học, nhưng ở phương diện quốc gia, ông cũng không dễ theo ý muốn của mình. Hiện nay, các phe phái thân tàu trong đảng đang còn rất mạnh. Cam kết của các đồng tổng bí thư tiền nhiệm với Bắc Kinh thì vẫn đang còn đó. Trong vai trò đứng đầu của đảng, ông Tô Lâm vừa phải thực hiện nhiệm vụ với Bắc Kinh, vừa muốn kiếm đô la Mỹ nên ông đã rơi vào thế kẹt. Kết quả, việc ông trung thành với Trung Quốc vẫn là ưu tiên số 1, bởi hiện nay Tập Cận Bình đang nghi ngờ ông. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin mới tập trò đu dây Tô Lâm bị kẹt đạn khi đang diễn trò đánh đủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Sao huyệt kiên cố của Phạm Minh Chính đang bị Tô Lâm đe dọa. Vào ngày 29 tháng 9, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, đã có buổi làm việc với Tổng cục Tình báo Quốc phòng, tức là Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Xuất hiện ở Tổng cục 2 lần này, Tô Lâm kéo theo đàn em thân cận là Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp ông Tô Lâm có ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Về mặt đảng, ông Tô Lâm thì là sếp cao nhất trong Bộ Quốc phòng, ông Phan Văn Giang là cấp phó cho ông Tô Lâm.
Tổng cục 2 được xem là cơ quan tình báo phục vụ cho Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin nội bộ cho biết cơ quan này đặt nặng vấn đề theo dõi nội bộ hơn là công tác tình báo ở nước ngoài. 70% công việc là điều tra thu nhập thông tin về các đồng chí trong Đảng, chỉ 30% là điều tra về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Đáng chú ý, Tổng cục 2 được cho là vừa thực hiện những kết nối của Israel, vừa nắm giữ những bí mật của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và IEC trong hoạt động mua bán vũ khí cho quân đội. Hiện nay, Tổng cục 2 được phe quân đội tận dụng để thực hiện những thương vụ lớn liên quan đến mua bán vũ khí nhằm kiếm những khoản lại quả khổng lồ. Tổng cục trưởng Tổng cục 2 là Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, hiện đã 64 tuổi, quá 4 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đáng nói là ông Hùng đã ngồi ghế này từ năm 2014 cho đến nay, thời gian quá dài nhưng ông vẫn chưa chịu buông ghế. Vậy thế lực nào đang hậu thuẫn để ông tướng này có thể ở lại lâu đến vậy, mặc dù đã tới tuổi hưu? Công ty IC của bà Nhàn từng đánh bại hai đại gia trong lĩnh vực nhập khẩu vũ khí của Bộ Quốc phòng là Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng KIT và Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân, để giành quyền tham gia vào thương vụ mua bán vũ khí từ các nhà cung cấp Israel. Trong đó, bà Nhàn được ưu ái làm người trung gian kết nối giữa Tổng cục 2 và phía Israel. Theo tờ báo The Diplomat của Anh Quốc, nhà báo David Hood dẫn nguồn tin riêng mà ông có được, thì cả ông Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang đều từng là người tình của bà chủ IC nổi tiếng. Khả năng cao bà Nhàn được hai nhân vật này tin tưởng, giao cho vai trò trung gian trong các thương vụ mua bán vũ khí với Israel. Theo đánh giá của giới thảo tin, ông Tô Lâm muốn phá thế phòng thủ của ông Phạm Minh Chính thì phải đánh vào hai tử huyệt. Thứ nhất là phải bắt cho bằng được bà Nhàn. Thứ nhì là phải chiếm lấy Tổng cục 2, nơi đang nắm giữ những bí mật của bà Nhàn và các chính trị gia hàng đầu của Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Hùng được xem là người gác đền, không cho phe của Tô Lâm xâm nhập vào đấy để mà lấy thông tin. Trong lần làm việc này với Tổng cục 2, báo chí không đề cập đến tên của ông Phạm Ngọc Hùng, không rõ vì lý do gì. Dù hiện nay, tướng Hùng vẫn là người đứng đầu đơn vị này, phải chăng ông Hùng là người mà ông Tô Lâm đang muốn thay thế? Hiện nay, ông Tô Lâm đang là bí thư Quân ủy Trung ương, ông có quyền thọc tay vào những vấn đề của Bộ Quốc phòng. Thêm một lợi thế lớn cho Tô Lâm là ông Phạm Ngọc Hùng đã quá tuổi nghỉ hưu 4 tuổi. Nếu có thể gây áp lực buộc ông Hùng nghỉ hưu, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho phe Hưng Yên nhảy vào nắm giữ Tổng cục 2. Khi đó, sao huyệt kiên cố của Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang sẽ bị phá tung. Trong quân đội, Tô Lâm có hai tướng gốc Hưng Yên. Người thứ nhất là ông Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Chiến đủ khả năng để tranh chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ tới. Người thứ hai là ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1. Ông Thái đủ khả năng để nắm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Sau lần làm việc lần này, liệu ông Tô Lâm có đủ khả năng để mà khoan thủng xào huyệt kiên cố của ông Phan Văn Giang và ông Phạm Minh Chính hay không? Chúng ta hãy cùng chờ theo xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin xào huyệt kiên cố của Phạm Minh Chính đang bị Tô Lâm đe dọa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.